Anh Vịt ơi, anh Vịt, dậy đi anh. Cái gì ấy? Quay gì với phòng anh ơi? Quay gì với phòng gì nữa đấy mà quay gì đi ngủ đấy? Thôi dậy quay đi anh. Dậy quay làm gì, kệ bạn đi, bạn quay mà để có coi được mà quay. Kệ đi. Dậy đi anh. Gì? Dậy đi, không ai xóa kênh rồi anh. Xóa kênh à? À đừng xóa kênh, để quay vlog rồi đừng xóa kênh. Có mỗi kênh quay xóa kênh ấy lấy gì quay. Hôm nay chào mừng các bạn đến với cả một clip review phòng Mr. Vịt nha. Check. Ok, có lẽ là để các bạn chờ quá lâu rồi đúng không? Ngày hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan phòng của Mr. Vịt. Từ hôm mà mình dọn về phòng mới đến tận bây giờ mình chưa quay một cái clip nào review chi tiết phòng của mình. Vì thực ra là mình nhìn phòng của mình cũng chả có gì để review cả các bạn ạ. Nhưng mà thôi, nói chung là các bạn cũng đã đợi rất lâu rồi đúng không? Quay phòng cũ rồi thì lần sau bây giờ sang phòng mới phải quay phòng mới cho bạn coi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng review phòng Mr. Vịt. Phòng của Mr. Vịt có gì? Cái đầu tiên mà mình phải giới thiệu với các bạn có lẽ là mình sẽ giới thiệu cái khu cửa của mình. Ở ngay ngoài cửa này thì các bạn có thể nhìn thấy là ở đây là mình đã có một cái giá, nó trông rất là xịn sò hơn cái chỗ cũ của mình rất là nhiều, bởi vì cái phòng cũ của mình rất là bé, thành ra là mình không có chỗ để giày, nhưng mà sang phòng mới của mình thì nó khá là rộng nên là mình đã để nguyên một cái giá ở đây, mình đựng một vài đôi giày của mình. Thực ra là mình cũng không có nhiều giày lắm đâu bạn, nhưng mà có cái phòng mới và mình cũng có cố gắng là trang trí thêm một cái giá nhỏ nhỏ ở đây để mình có thể để chi tiết những đôi giày. Những đôi giày này các bạn có thể nhìn thấy nó rất là quen, bởi vì hầu như là các bạn nhìn thấy trên ảnh của mình này, hoặc trên video clip của mình, hoặc là vlog, hoặc là TikTok, các bạn có thể thấy rằng là mình đi loanh quanh đi quẩn lại chỉ khoảng đâu đấy 4-5 đôi giày thôi. Và thực tế là mình chỉ đi có 1-2 đôi các bạn. Còn những đôi giày mà như kiểu như này này thì mình sẽ chỉ đi mà khi nào mà mình có sự kiện thì mình mới đi thôi, chứ còn bình thường không đi những đôi này. Thứ hai, đó chính là cái khu vực này. Khu vực này mình rất là tự hào các bạn, và mình phải khoe bạn ngay, đây chính là một cái khu vực gọi là bếp ăn của mình. Ngày trước thì mình cũng rất là muốn có một cái khu vực mà mình để có thể để được bát đĩa nồi niêu xoong chảo, nhưng mà vì phòng mình quá là bé nên mình chỉ mua được một cái giá này và mình để trên cái nóc tủ lạnh của mình thôi. Nhưng mà hiện tại thì mình đã mua hẳn một cái giá to đùng để cho mình có thể để bát, để đũa. Có giờ các bạn đặt ra một cái câu hỏi là mấy ông YouTuber, mấy ông TikToker thì hàng ngày các ông ấy ăn gì để sống bạn? Thực ra là ăn cơm, ăn đồ ăn thôi bạn, nhưng mà đa phần là ăn ở ngoài hoặc là đặt đồ ăn về. Bởi vì thời gian làm việc của mình rất là bận cho một ngày nên thành ra mình cũng không có nấu nướng gì cả. Nhưng mà sang bên nhà mới này thì mình đã để nguyên một cái chỗ cái giá này để mình để bát đĩa rồi, và nồi niêu xoong chảo của mình để đây. Và thực ra là đồ ăn nấu bếp của mình nó chẳng có gì nhiều đâu bạn. Cái đây chính là cái dụng cụ mà gọi là đa di năng nhất của tôi các bạn. Một chiếc nồi hình con vịt. Cái này vừa có thể nấu này, vừa có thể đun này, đôi khi là xào nướng các thứ cũng được bạn. Nhưng mà mình ở một mình thôi, thành ra mình dùng cái này thôi. Nhưng mà sang nhà mới thì mình đã sắm thêm một cái nồi rất là siêu to khổng lồ. Một cái nồi này gọi là cái nồi hấp các bạn. Mình muốn ăn khoai hoặc muốn ăn gà các thứ thì mình có thể bỏ nó vào đây và mình hấp. Và vì là nó có không gian lớn hơn nên là mình mới có thêm những cái đồ này để nấu ở nhà nhiều hơn. Chứ còn ở nhà cũ các bạn thì mình chỉ dùng mỗi cái bếp này thôi. Sang nhà mới thì hiện tại mình đã có thêm một cái nồi hấp, và tương lai là mình muốn mua thêm một cái nồi nướng nữa các bạn, bởi vì thay đổi khẩu vị một chút. Hey, Sơn ơi, mình có lên review toilet không Sơn? Hôm nay là một cái clip các bạn đã phải đợi rất rất là lâu rồi để có thể xem được cái video clip review phòng, nên tôi sẽ review luôn cái toilet cho bạn coi. Trong toilet của tôi thì nó cũng chả có gì các bạn. Đây là cái nhà tắm của mình. Mình thì là một cái người mà sống gần như là độc lập nên là đồ đạc của mình trong toilet nó cũng không có gì đâu bạn. Mình cá chắc bạn còn không tìm một cái clip nào Mr. Vịt review toilet đâu. Đây, trong toilet của mình cũng có một cái bồn cầu để mình tâm sự cùng với cả nỗi buồn mỗi khi mà mình cảm thấy cô đơn. Đồ sữa tắm của mình thì nó không có gì nhiều bạn. Mình sẽ dùng một cái hộp như thế này, bao gồm cho cả việc gội đầu, cả việc tắm luôn. Và ngoài ra nữa thì ở đây thì mình có thêm một cái giá nữa để mấy cái đồ skin care của mình. Đấy, để cho nó ngầu với bạn. Nhưng còn thực ra một tỷ năm tôi mới skin care một lần mà. Thì khi nào mà tôi đi quay về hoặc là đi make up về á thì tôi mới cần dùng cái này thôi, chứ còn ở nhà tôi chả có dùng nó đâu. Và ở đây thì các bạn có thể thấy là có thêm một vài cái đồ nữa. Tăm nước là cái này để xỉa răng, băng chải điện. Đấy, hai cái này tôi dùng nhiều nhất, chứ còn thực ra từng đấy thứ đồ ở trong này tôi cũng chả có xài gì nhiều đâu bạn. Thôi được rồi, review toilet thì thôi. Các bạn có thể nhìn thấy một cái chỗ này rất là quen luôn. Đây chính là cái khu vực cái giá này của mình thì mình đã quay ở trong cái vlog mà mình review cái phòng cũ. Cái phòng mới nhưng mà hiện tại nó đã cũ. Mình bày rất là nhiều đồ trên này và mình cũng có review chi tiết cho bạn từng món đồ rồi. Thì hiện tại những món đồ đấy mình đã chuyển về đây. Thực ra là nó có thêm một vài món đồ khác, ví dụ như kiểu cái con robot này các bạn. Con robot này là của Sammy các bạn, nhưng mà trong quá trình dọn phòng và không còn decor phù hợp nữa là mình chuyển hộ khẩu của nó từ dưới phòng Sammy lên trên này. Và mình có thêm một số đồ nữa, chủ yếu là trên cái giá sách của mình nó chỉ chủ yếu là toàn sách các bạn. Các bạn là do mình cảm thấy là mình còn thiếu quá nhiều kiến thức ấy, nên là nhỏ không học, giờ lớn lên phải mua sách về đọc các bạn, nên là cố gắng chịu khó học tập nhiều vào nha, thì sau này đỡ phải đọc sách nhiều. Trên này thì có rất là nhiều những cái đồ đạc của mình, những cái đồ chủ yếu mình là phải nói thật là cả cái giá trên này của mình các bạn, nó chỉ là những cái món đồ mà mình hầu hết là được tặng, chứ ít ít những cái món đồ trên này mình
mình tự mua lắm. Hầu hết là được các bạn tặng thôi và mình đã phải cất đi rất là nhiều rồi. Thực ra ở ngoài Hà Nội của mình á, ở ngoài nhà mình á thì mình còn nhiều gấu bông hình con vịt nữa cơ. Cứ mỗi xong một lần fan meeting là cái giá của tôi nó bị chật các bạn. Nên là hiện tại ở đây thì tôi chỉ để một chút những cái đồ mà nó còn lại thôi. Và tôi đã dọn đi rất là nhiều rồi nhưng mà vẫn không thể nào hết được, các bạn nhìn xem. Bởi vì tất cả những món quà này hầu như là của các bạn tặng nên thành ra mình không muốn bỏ bất cứ một món gì cả. Và ngày trước thì do cái phòng của mình nó quá bé và chật nên là mình không để được nhiều, nhưng mà hiện tại sau phòng mới thì mình đã để được nhiều lắm rồi các bạn. Đây là cái khu vực giá của mình, giá sách đó, để những cái con mô hình trang trí này. Có bạn nào ở đây là fan One Piece không? Mình thì hiện tại mình không có trang trí figure nhiều, mình chỉ có trang trí những figure chủ yếu là của bộ truyện tranh hoạt hình One Piece thôi. Các bạn có thể nhìn thấy đây Luffy này, Zoro này, rồi Sanji này, rất là nhiều. Nói chung là full team Luffy ở đây. Và ở trên này thì là mấy cái con gấu bông của mình. Đấy, cái giá này của mình thì chỉ có vậy thôi bạn, có gì đâu mà review. Rồi tiếp, nếu như các bạn không biết, tôi sẽ nói cho các bạn biết. Đây chính là một chiếc ghế siêu to khổng lồ, và chiếc ghế này là của Phong Cận TV nha các bạn. Cái ghế này thì nó rất là đặc biệt, nó có một cái công dụng thần kỳ như này bạn. Đây, đấy, nó có thể gấp vào như này. Và khi mà các bạn không nằm nữa, các bạn có thể đá nó vào, nó sẽ thành một ghế sofa. À, và nếu mà các bạn rảnh các bạn, nếu mà muốn nằm thì các bạn phải kéo nó ra. Đấy, và nhấc nó lên như thế này thì nó sẽ thành một cái gọi là một cái giường các bạn. Nó sẽ thành một cái giường, và thực ra đây chính là cái khu vực nằm ngủ của Sơn Bé, trợ lý của mình. Thanh niên ác quỷ Free Fire mà đang cầm camera đang quay clip cho bạn coi này. Thì cái ghế này là dành cho Sơn. Mình đã xin Phong Cận cái ghế này để bởi vì phòng mình nó quá là rộng nên mình quyết định để ghế này đây để cho Sơn nằm. Thực ra là mình hoàn toàn có thể để cho Sơn nằm ở trên cái giường kia các bạn. Hoàn toàn có thể để Sơn nằm trên cái giường này được. Nhưng mà hai thằng đàn ông thì không có nhu cầu ôm nhau ngủ nên là mình quyết định để Sơn ngủ một giường, mình ngủ một giường các bạn. Thực ra là mình còn một cái chỗ bí ẩn nữa, đây là một cái kho của mình. Cái kho này thì thực ra nó đựng toàn bộ những cái đồ nào mà mình cảm thấy mình không thể decor được, không thể trang trí được thì mình sẽ để ở trong cái kho này. Đấy, mình để kín đồ trong kho này luôn. Chủ yếu trong kho này là những cái đồ mà mình cảm thấy nó không phù hợp để bất cứ đâu trong phòng cả thì mình sẽ cất vào kho. Đấy, thì cái phòng mình có lợi ở một chỗ là nó sẽ có một cái kho như thế. Phòng mình khá là rộng nha các bạn, và phòng này sẽ là cái phòng rộng nhất trong cái gaming house của mình luôn. Nhưng mà tại vì sao mình lại ở một phòng rộng như thế này, là ngày trước á mình đã định nhường cái phòng này cho Phong Cận hoặc là Kairon, bởi vì mình nghĩ là các bạn sẽ có nhiều đồ hơn để. Nhưng mà khi mà mình bắt đầu chuyển về đây này, không một ai muốn ở trên cái phòng này cả. Nobody need this room. Thế thành ra là tôi đã nhường mọi người rồi nhưng mọi người say no. Sau đó tôi bảo ôi rồi không lấy đúng không, anh ở. Và đến khi mà về cái nhà này rồi á thì mọi người kiểu anh bịt ơi, anh ấy để đổi cho em phòng này không, còn cái nịt tôi không đổi ra cả bạn ạ. Tôi đã cho mọi người một cơ hội không đổi thì thôi, bây giờ tôi ở phòng này. Và thực ra nếu như bạn nào mà để ý á thì tôi bật mí cho bạn một cái điều kinh dị hơn này. Cái giường này không phải của tôi mà giường này là của Sami Đào, và ngày đó Sami Đào ở cái giường này. Nhưng mà cái giường này khi mà kê vào cái phòng của Sami hiện tại thì nó khá là bự, thành ra Sami không dùng cái giường này nữa và tôi quyết định tôi sử dụng. Và thực ra tôi rất thích cái giường này bởi vì cái giường này nó có một cái kho báu bí ẩn dưới cái giường này mà rất là ít người biết, mà tôi sẽ khoe các bạn coi trong cái video review phòng tôi. Đấy chính là ở dưới cái giường này bạn, nó có hai ngăn tủ rất là lớn và tôi được mệnh danh là Doraemon của cả cái tòa nhà này. Bởi vì các bạn nhìn thấy không? Đây là kho báu của tôi các bạn. Ở trong này là máy khoan này, ốc vít này, rồi tua vít này, rồi băng keo này, búa này, xong rồi nịt này, rồi băng chung tùm lum bạn, cái gì tôi cũng có hết trơn á. Và thực ra nhìn đống đồ này các bạn có thể thấy rằng là tất cả những gì mà muốn sửa, muốn chữa, muốn vặn, muốn đục, muốn khoan, tôi cá với bạn là cả cái tòa nhà này sẽ lên. Anh Vịt ơi, có cái này không cho em mượn anh Vịt. Thực ra tôi sắm những đồ này để tôi dùng cho cá nhân tôi bạn. Tôi nghĩ rằng là những bạn đàn ông con trai một khi mà các bạn đã lớn lên ấy, mấy các bạn sẽ đều cần những cái đồ như thế này. Nó sẽ giúp cho cuộc sống của các bạn nó dễ dàng hơn và các bạn sẽ phải sửa chữa khá là nhiều thứ, ví dụ như cái hộp tô vít này các bạn này. Nhưng mà trong cái chung cư này tôi không hiểu vì sao có mỗi một mình tôi đam mê mấy cái món này hay sao ấy. Tất cả mấy anh con trai thì cùng lắm các bạn sẽ chỉ có một cái gọi là vali máy khoan nhỏ nhỏ thôi. Rồi biết là ở trong cái chung cư này, trong cái tòa nhà này ai cũng phải lên gọi là mượn tôi. Ở bên này thì có một cái giá. Bên này các bạn có thể nhìn thấy rất nhiều quần áo các bạn quen đúng không? Nhìn khá là quen bởi vì những cái quần áo này là những quần áo mà tôi mặc hàng ngày, cũng như là tôi mặc trên livestream hoặc là tôi mặc đi quay. Thì mình đã mua thêm một cái giá này. Thực ra ở phòng cũ của mình ấy, nó không có cái giá quần áo này đâu các bạn. Mà mình sang bên này mình mới mua thêm đấy. Bởi vì là mình sang bên này thì mình mới có chỗ để mà để. Chứ còn cái phòng cũ của mình nó bé lắm, mình không để được. Ngày xưa là mình chỉ để quần áo ở bên trong cái tủ thôi các bạn. Tủ này thì chắc là mình đã quay clip cho bạn coi rồi. Đó, mình phải để rất nhiều quần áo trong một cái tủ. À, thành ra là nó cũng khá là chật chội. Nhưng mà đến khi sang phòng mới này hiện tại thì với một cái phòng siêu to khổng lồ này thì mình dư sức để có thể mua thêm giá để quần áo và mình cảm thấy nó rất là ok, nó giúp cho cuộc sống của mình dễ thở hơn rất là nhiều. Còn kia là cái góc máy tính làm việc của em Sơn ác quỷ Free Fire. Đấy, từ ngày mà mình có một cái phòng này thì mình cũng có chỗ làm việc thêm cho Sơn, thì Sơn ngồi làm việc cùng với mình. Sơn làm việc thì ít mà chơi game thì nhiều. Đấy, Sơn ngồi biết game các thứ cũng như là ngồi phụ mình quay video. Có thể là các bạn không biết mà các bạn phải xem cái vlog này các bạn mới biết, đấy chính là hầu như các cái video game của mình mà những cái một sự kiện của Play Together chẳng hạn cần phải cày cuốc các thứ các bạn thì gần như là Sơn là người cày cho mình, còn mình một mình không cày nổi bạn ạ. Rồi ok, phòng tôi chưa hết đâu bạn ạ. Phòng tôi thì thực ra là không có gì để review thiệt, nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó rất là rộng, thành ra các bạn cũng có chỗ gọi là đi tham quan ở ngoài này. Chỗ này tôi muốn khoe với các bạn một xíu, thực ra tôi hơi lười, nhưng mà thực ra nếu mà tôi chăm á thì cái giường của tôi có một cái điểm rất là đặc biệt, đấy là nó hoàn toàn có thể kéo cái rèm này lên như thế này.
Đó. Kéo rèm lên này. Và cái chỗ này mình rất là thích các bạn ạ. Bởi vì mình là một cái người mà cực kỳ sợ. Sợ mà kiểu phòng nó không có kiểu cái chỗ thoáng khí ấy. Và hiện tại thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy này. Đây là một cái cửa rất là to. Và hoàn toàn mình có thể gọi là khiến cho toàn bộ cái không gian trong cái phòng của mình nó trở thành một không gian rất là mở. Nếu như mà mình chịu mở cửa này ra. Và từ ngày mà sang cái nhà mới này hiện tại thì mình cái phòng của mình nó không thiếu ánh sáng, không thiếu không khí. Và mình cảm thấy điều đấy rất là vui. Ở trong này của mình thì có, đây chính là cái khu làm việc chính của mình các bạn. Đây mới là cái khu làm việc chính của tôi. Ở trong khu làm việc chính của mình thì các bạn có thể nhìn thấy là mình có bàn làm việc. Cái bàn làm việc này thì các bạn đã nhìn thấy quen rồi đúng không? Đây chính là cái bàn làm việc mà mình bê từ nhà cũ sang. Và cái máy tính của mình thì cũng chả gì mà review nữa. Xương xương khoảng 300 triệu máy tính này. Tất cả dàn luôn các bạn. Thực ra có thể là hơn á. Bởi vì hiện tại cái cây này của mình cũng đã được nâng cấp rồi. 4090 i9 i9 10 nghìn hay là 12 nghìn. Những bạn nào mà biết về công nghệ sẽ biết về cái máy tính này. Đại loại là max setting. Hiện tại là max cấu hình rồi. Không thể nào mà cao hơn được nữa. Không có một cái gì cao hơn được nữa ở mua ở cái máy tính này. Bởi vì không phải là mình giàu các bạn. Mà với mình thì cái máy tính này nó là cái cần câu cơm. Nó là cái giúp cho mình có thể tạo nội dung cho bạn coi. Nên là mình đầu tư rất là nhiều vào công nghệ. Các cái trang thiết bị khác của mình thì mình cũng đã có nâng cấp lên. Nhưng mà có lẽ mình chưa quay cho bạn coi đúng không? Mình lắp thêm hai cái đèn này. Hai cái đèn này những bạn nào mà làm sáng tạo nội dung hoặc những bạn nào mà đầu tư vào PC ấy, sẽ biết hai cái đèn là hai đèn gậy của Elgato. Nó khá là đắt nhưng mà được cái là nó sẽ có một cái ánh sáng rất là tốt để có thể giúp cho cái mặt của mình nó sáng hơn lúc mà mình quay video clip cho bạn coi. Ngoài ra nữa thì ở trên bàn máy tính của mình nó có cái này mới này các bạn. Cái này thì các bạn sẽ nhìn thấy những streamer thường hay có. Thực ra là khi mà các bạn xem mình live stream á, mình chuyển cảnh hoặc các thứ thì mình sẽ đều dùng cái nút này chứ mình không bấm bằng tay nữa. Nó sẽ tiện rất là nhiều cho cái công việc live stream của mình. Ngoài ra thì những cái đồ khác thì nó vẫn khá là như cũ, nó không có gì thay đổi cả. Đến cả cái ghế của mình nó vẫn là ghế cũ bạn này. Thứ các bạn nhìn trên live stream bạn không thấy đâu chứ bắt đầu nó bong chóc rồi đấy bạn. Nên là hy vọng là thời gian tới mình sẽ làm việc tốt hơn để mình có thêm tiền để mình mua thêm một cái ghế mới mình ngồi. Ghế này bắt đầu bong chóc rồi. Rồi ok, hiện tại thì ở bên này mình có một cái tủ. Cái tủ này ngày trước nếu như bạn nào xem trong phòng mình hoặc hay xem story mình chụp ảnh ấy thì nó chỉ có 2 tầng thôi. Nhưng mà khi mà về nhà mới mình đã mua thêm 2 tầng nữa, là tủ này hiện tại mình có 4 tầng. Thì trên nóc của nó mình vẫn để mấy cái đồ mà mình được các bạn tặng, các bạn fan tặng, rồi những cái đồ mà nói chung là nó giống như kiểu đồ lưu niệm các bạn. Mình để trên này rất là nhiều bởi vì những cái món quà này với mình nó là vô giá. Mình có thể trong cái quá trình mà mình chuyển đồ á, mình thất lạc rất là nhiều, nhưng mà những cái ảnh tranh ảnh này các bạn tặng này, cái này hình như là của cái Uyên, của cái Uyên này, của cái Trúc và của bạn Chi tặng mình, 3 bạn. Thì những cái món đồ này mình sẽ không để cho nó bị thất lạc lúc nào cả. Những cái tranh này với mình thì trong cái quá trình mình chuyển đồ ấy thì mình bị thất lạc rất nhiều luôn các bạn. Mình bị mất rất là nhiều những cái đồ mà lẻ tẻ, ví dụ như kiểu linh kiện điện tử này, hoặc là thậm chí là đến kể cả đồ trên máy tính của mình nó cũng bị thất lạc nữa các bạn. Nó cũng bị thất lạc khá là nhiều chứ không phải là ít đâu. Nhưng mà với mình những cái món quà mà của các bạn tặng ấy thì nó sẽ gần như là mình sẽ không bao giờ mình để cho nó bị hư hỏng hay để cho nó bị mất cả. Bởi vì với mình ấy, những món quà này nó là những món quà mà mình có lẽ là mình sẽ không mua được, mình sẽ không thể mua được lần thứ hai. Có thể mình cũng sẽ mua được một cái tranh giống y hệt như thế này, nhưng mà với mình á, cái tình cảm của các bạn đặt vào những cái món quà này khi mà các bạn tặng mình thì mình không thể nào mình mua lại được, nên mình giữ nó rất là kỹ. Những cái vòng này, như là vòng này vòng Chi tặng mình này, thậm chí là mấy cái món đồ khác nữa thì mình để trên này rất là nhiều. Có một cái con vịt của Kimmy tặng mình giữ rất là kỹ các bạn, và mình sẽ để nó trên này. Và dù mình có đi đâu đi chăng nữa hay là mình có chuyển nhà thêm 100 lần nữa thì mình sẽ mang những thứ này đi theo mình, chứ mình không thể nào mình bỏ nó đi được hoặc không thể nào để thất lạc nó được. Ở ngoài ra thì ở đây thì mình có mấy cái đồ khác thì các bạn nhìn nó cũng thấy lạ lạ. Đây là cái cây livestream. Cái này thì mình sẽ thường để dùng để kẹp điện thoại này. Khi mà mình ăn mukbang này, các bạn sẽ nhìn thấy mỗi lần mình livestream top top, mình sẽ đặt cái điện thoại ở đây và mình sẽ ngồi đây mình ăn mukbang thì các bạn có thể gặp được và có thể xem được mình. Đây cái đàn của Sam nhé các bạn, cái đàn ukulele. Đàn này là của Sammy, mình mượn để mình thử chơi, mình tập chơi các bạn. Nhưng mà mình tập được khoảng 3 ngày mình bỏ luôn. Bởi vì mình quá buồn ngủ các bạn, và thực ra hơi đau tay một xíu. Ở bên này thì mình có một cái tủ mới. Cái tủ này thì mình mua cũng hơi mắc. Nó mua tầm khoảng 2 triệu. Cái tủ này là tủ để mình đựng những cái đồ mà quà tặng của mình. Có rất là nhiều quà và có rất là nhiều đồ trong này. Nhưng mà chắc các bạn chẳng cần phải xem kỹ bên trong đâu ha. Chỉ yếu là mình để mấy cái đồ mà mình được những người yêu quý mình tặng thôi. Và cũng như là mình đựng mấy cái đồ linh tinh của mình nữa. Mình để hết ở trong này. Hết rồi. Cái góc này chỉ có nhiêu đấy thôi. Và ngoài ra nữa thì bên này là cái bên khu mình tâm huyết nhất. Sơ đứng xa ra để anh show up cho bạn coi. Đây cái bên này thì mình cảm thấy tâm huyết nhất. Bởi vì cái chỗ bên này nó là cái chỗ mà mình thiết kế nó giống như một cái studio để mình quay TikTok cho bạn coi. Đây bạn nhìn này. Ở bên này thì mình cũng đã cố gắng là đầu tư thêm một chút tiền, nó không đắt đâu các bạn. Chỗ này chỉ có khoảng đâu đấy vài triệu thôi, chứ nó không đắt đâu. Thì mình đã đầu tư hẳn ở đây là một cái khu gọi là có đầy đủ background và các thứ khác để mình đứng đây và mình nói chuyện này, mình quay video cho bạn coi. Nhưng mà từ khi mà mình sang bên này thì mình lại ít quay ở cái chỗ góc này, bởi vì là mình không có thời gian để làm một cái video nghiêm túc ấy. Mình toàn làm mấy cái video mà theo mình thì là những cái video mà mình gọi là quay tạm hoặc là những cái video mà mình quay nhanh thôi. Nó như này. Đó.
Các bạn có thể nhìn thấy đèn hai bên này. Đấy, đây là đèn góc tường các bạn. Và hai cái cây này mua đắt các bạn. Hai cây này không rẻ đâu bạn. Mình ban đầu mình cứ nghĩ là mua mấy cái cây trang trí nó rẻ rẻ thôi. Nhưng mà mấy cái cây này mình mua nó cũng phải tầm khoảng 700-800 nghìn đến 1 triệu một cây đấy. Mình mua hai cái thôi chứ bởi vì mình lấy đâu nhiều tiền mà mua. Nên là mình chỉ mua có hai cái thôi để trang trí hai bên. Còn cái giá ở giữa này thì mình đựng những cái quà. Đây là cái món quà của Phong Cận tặng mình. Cái món quà này thì là một bức tượng Monkey D. Luffy. Thì cái bức tượng này là bạn nào fan One Piece thì mời bạn về với đội của mình. Mình không dám tự nhận mình là một kiểu fan cứng của One Piece nữa, nhưng mà mình rất là thích Luffy. Chỉ đơn giản bởi vì cậu ta là một cái người thuyền trưởng rất là nhiều năng lượng tích cực, luôn luôn cố gắng nỗ lực bảo vệ đồng đội, cũng như là đưa mọi người đến một cái nơi mà nó tốt nhất có thể, và thậm chí kể hy sinh bản thân mình. Mình cảm thấy mình rất thích nhân vật này, chứ mình cũng không dám nhận mình là fan của One Piece chân chính nữa bạn. Dưới này thì là có đồ Minecraft. Đây là cái con gấu bông zombie của Minecraft. Đây là một món quà, một hộp đồ. Những bạn nào mà chơi game thì sẽ biết đây là của Fatty Animal. Đó, đây con gấu bông original của Fatty Animal. Và dưới này thì có một cái hộp quà của TikTok tặng. Đó, hộp quà của TikTok. Thì ở đây mình sẽ trưng những cái món đồ mà mình cảm thấy mình rất là trân quý để mình có thể đưa nó lên video cùng với mình. Đây là cái đồng hồ mini vua các bạn này. Không có mini vua thì làm gì có Mr. Vịt bây giờ các bạn. Nên là mình cảm thấy mình biết ơn những cái tựa game, mình biết ơn những cái thứ mà nó mang lại cho mình ngày hôm nay ấy. Nên là mình để nó ở đây. Thực ra mình rất là muốn trưng một cái gì đấy của Play Together ở trên này, nhưng mà mình chưa tìm ra các bạn ạ. Thì đây là cái khu của mình là gần như là xong rồi. Đây là cái studio nhỏ nhỏ của mình. Và ngoài ra nữa thì nó có mấy cái ở dưới này các bạn có thể nhìn thấy. Đây là mấy cái mình hay tập. Thỉnh thoảng mình cũng phải tập luyện các bạn, chứ còn nếu mà mình không tập luyện ở nhà mà mình cứ ngồi một chỗ nhiều thì đôi khi nó ảnh hưởng đến sức khỏe của mình khá là nhiều. Ở đây thì có một cái con này, nếu mà các bạn nhìn thấy này, nó là cái con mà chuyên dùng để khi mà mình livestream buổi tối, nhất là livestream trên TikTok, thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là ở sau lưng mình có vài cái tia sáng mà kiểu 7 màu ấy, thì mình sử dụng cái con này. Những bạn nào mà hay lướt TikTok thì chắc chắn sẽ nhìn thấy con này rồi. Con này nó là một cái đèn các bạn. Đây. Cái đèn này buổi tối mới nhìn thấy cơ. Đấy các bạn nhìn thấy không? Nó có tia laser này, cũng như là có cái ánh sáng nó chiếu lên này. Đó, nó chiếu lên như thế này. Đấy, rất là đẹp. Nó sẽ như này các bạn này. Đó, nó sẽ biến đảo rất là nhiều màu. Thì chính cái vệt sáng mà đằng sau lưng mình ấy, nó là ra nó từ của con này phát ra này. Đó, nó là của con này phát ra. Đấy, phòng của mình thì chỉ có nhiêu đấy thôi, là nó cũng đã hết rồi. Còn một cái nữa mình muốn cho bạn coi. Vì là mình đang quay cái vlog này buổi tối. Hôm nay mình có nói với Sơn là hôm nay mình phải quay xong cái vlog review phòng. Mình mà không quay cho bạn coi thì ngày mai mình làm con Google. Nên là mình đã hứa với Sơn rồi, nên mình hôm nay phải quay các bạn. Ở ngoài này thì do là trời tối nên các bạn không nhìn nhắm được cái khung cảnh xung quanh. Đấy, nên mình sẽ quyết định mình lấy cái đèn pin mình soi các bạn coi. Cái đèn pin này của mình rất là sáng. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Xung quanh này thì nó là cái khung cảnh mà buổi sáng hay buổi tối mình đều có thể nhìn được, là cái khuôn viên của cái khu mà Hero Team đang ở. Thì nó đẹp hơn rất là nhiều so với cả cái nơi cũ của mình. Và thực ra là đến bây giờ mình quay vlog mình mới có thể show cho bạn coi. Bởi vì ngày trước Hero Team ở một cái nơi nó hơi tồi tàn các bạn ạ. Trong phòng thì đẹp nhưng bên ngoài thì khá là tồi tàn, thì mình cũng đâu có dám cho các bạn coi đâu. Đến bây giờ nhà nó đẹp hơn rồi thì ok mình mới cho bạn coi được. Đây là cái ban công của mình. Đấy, nguyên cái chỗ này là cái giải ban công của mình các bạn. Ở đây thì là cái góc mà mình hay buổi sáng mình hay ngồi. Ở đây mình có một cái ghế các bạn này. Ghế này mình hay ngồi lúc mà mình muốn suy nghĩ hay muốn ngồi tâm sự một mình, ngồi nói chuyện mình hoặc ngồi nghĩ mình các bạn. Mình sẽ ngồi ở cái ghế này và mình sẽ ngồi nghĩ về việc là mình sẽ quay video nào hay là làm gì trên kênh để cho bạn coi. Ở đây thì mình có trồng mấy cái cây các bạn ạ. Và mấy cái cây này thì nó đang đây, mình chỉ trồng một vài cái thôi. Mình đang muốn mua một cái chậu một cái giá kệ để đây để mình trồng thêm mấy cái cây ở ngoài này. Bởi vì có thêm một chút màu xanh thì nó sẽ giúp cho cái không gian của mình nó tốt hơn, nó đẹp hơn rất là nhiều. Nên là mình cũng quyết định trồng thêm vài cái cây ở đây. Mình nghĩ là như thế. Vì bây giờ đang là buổi tối nên là cũng không thể nào mà nhìn được dưới kia nó có cái gì. Bởi vì mình không biết là các bạn như thế nào, nhưng mà với mình á, là mình làm việc công việc hầu như là về chất xám, cũng như là mình đang quản lý một cái hệ thống nó khá là lớn, và đôi khi mình cảm thấy kiến thức của mình nó quá là nông cạn các bạn. Kiểu mình mỗi khi mà mình thấy áp lực ấy, thì mình thấy cái việc là đầu tiên mình nên làm đấy là mình nên nghỉ ngơi, nên refresh, cũng như là mình cần có một cái góc riêng của mình để xả stress, cũng như là để làm sao để cho cái đầu mình nó được ok nhất thì mình mới có thể làm những việc khác được. Còn nếu mà cái đầu mình nó bị căng thẳng các bạn thì mình cảm thấy mình không làm được một cái việc gì cả. Từ hồi mà mình về bên cái nhà mới này thì mình cảm thấy mọi thứ nó ổn hơn. Nếu như bạn nào mà hay theo dõi mình không chỉ ở trên YouTube hay TikTok thì bạn sẽ có thể thấy rằng là trên Facebook mình đăng rất là nhiều, thậm chí story mình đăng rất là nhiều. Vì mỗi khi mình đăng như thế không phải mình bị rảnh đâu các bạn, mà là mình bị stress quá, áp lực quá thì mình sẽ tự tìm cách để gọi là chữa lành cho bản thân mình ấy. Và từ hồi về cái tòa nhà của Hero Team thì mình cảm thấy nó ok hơn rất là nhiều, và mình cảm thấy cuộc sống nó thoải mái hơn rất nhiều. Bởi vì ít nhất là khi mà mình stress thì mình có một nơi để mình xả, mình có một chỗ để mình ngồi, mình ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, ngồi suy nghĩ để cho cái đầu óc của mình nó được thư thả ra, nó đỡ bị căng thẳng hơn. Thì công việc của mình nó chỉ có nhiêu đấy thôi, và phòng của mình chỉ có nhiêu đấy thôi. Đáp ứng nguyện vọng của các bạn là muốn xem kỹ từng chi tiết trong phòng của mình thì mình cũng đã cho các bạn xem rồi. Bạn nào muốn xem chi tiết kỹ hơn hoặc muốn soi cái gì trong phòng của Mr. Vịt có cái gì lạ thì có thể xem lại video clip và soi từng ngóc ngách một nhé. Bởi vì là em Sơn đã cầm cam đi quay cho bạn rồi, và cũng như là bạn Sơn cũng đã ủng hộ Mr. Vịt và đã bảo ít lên đi quay show phòng cho bạn coi đi. Đã quay rất là kỹ rồi, muốn soi cái gì cứ soi thoải mái nhé. Xem là ở phút bao nhiêu
giây bao nhiêu, có cái gì lạ lạ thì nhớ comment xuống dưới nhé. Mình sẽ làm một cái video phản hồi các bạn ở trên TikTok sau. Và nếu như các bạn muốn xem video mà mình review toàn bộ cả cái tòa nhà này luôn, thậm chí là review công ty của Hero Team, ở ngay bên tòa nhà bên cạnh mình thì có một cái tòa nhà nữa để mình dành cho công ty. Thì từ hồi mà mình sang bên khu mới này thì mình không có làm nhiều video về công ty nhiều, bởi vì là tập trung cho công việc của mình còn chưa xong, mình làm sao mình lo cho công việc của công ty được, mình phải nhờ một đội ngũ ban quản trị khác thực hiện các cái vấn đề liên quan đến công ty, nên là mình sẽ quay cho bạn xem video đấy sau nhá. Ok, và ngoài ra mình nghĩ là trong tương lai nếu như các bạn muốn xem nữa thì mình sẽ quay cho bạn thêm một cái video nữa. Một cái điểm rất là đặc biệt đấy là sắp tới sẽ có một cái shop Hero ở dưới lầu trệt, sẽ có một cái shop Hero cực kỳ to và rất là đẹp, thì mình sẽ quay cho bạn coi sau. Và nếu như mà video này các bạn thích thì xem nhiều lên, ấn like nữa, nếu mà được khoảng 10.000 like đi, tôi sẽ quay toàn bộ tất cả phòng của các thành viên khác cho bạn coi nhé. Bởi vì qua từng giai đoạn thì phòng nó sẽ được cập nhật nhiều hơn. Mặc dù các bạn có thể tìm kiếm trên YouTube phòng mới của người này người kia, nhưng mà các bạn sẽ không biết nó cập nhật có cái gì mới, đúng không? Mình sẽ quay một cái vlog mới cho bạn coi sau. Còn bây giờ thì mình sẽ phải ngồi tiếp tục làm việc, không thì bạn Sơn sẽ gọi là kêu la mình và kêu là anh đi đây không quay clip cho bạn coi à. Bây giờ mình sẽ phải làm việc và hy vọng là cái video clip của bạn mình sẽ có nhiều yêu cầu để làm các clip khác thì mình sẽ quay cho bạn xem sau. Còn nếu bạn không thích xem thì tôi sẽ lười và tôi sẽ đếch từng quay nữa. Thế nhé. Ok, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn. Nhớ ấn follow kênh của mình, kênh vlog nha. Đừng quên là follow cả kênh chính nữa. Tôi lâu không làm game nhưng sắp tới tôi sẽ làm game lại, và sắp tới bao giờ thì không biết. Và tôi cũng đang làm một cái kênh TikTok khá là đều đặn, đấy là vì chơi game. Nhớ tìm kiếm vì chơi game nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn trong các video sau khác nha. Bye bye.